nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phong tỏa, khu cách ly dịch bệnh COVID-19 và động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch. Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức thăm và tặng quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa điểm phong tỏa trên tuyến đường Lê Duẩn, phường Thạc Giáng và tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, với tổng trị giá 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện chương trình san sẻ yêu thương, trao 20 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phong tỏa trị giá 6 triệu đồng.